Quý vị và các bạn thân mến, sau động thái bán chốt lời trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước không chịu nhiều tác động, thậm chí còn đảo chiều tăng giá trong ngày giao dịch 18 tháng 9. Theo đó, đa số các hệ thống kinh doanh vàng SJC đã điều chỉnh tăng từ 50 đến 100.000 đồng trên mỗi lượng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020 được phát trên kênh giá cả thị trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020, và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường vàng trong nước, tính đến cuối phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 18 tháng 9, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 56,10 đến 56,57 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra 5.657.000. Tại SJC Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 56,10 đến 56,55 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra 5.655.000. Tại hệ thống Phú Quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức 56,15 đến 56,50 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.615.000, bán ra là 5.650.000. Tại hai hệ thống PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 56,10 đến 56,50 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra là 5.650.000. Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 56,16 đến 56,48 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.616.000, bán ra 5.648.000. Còn đối thị trường vàng thế giới, giá vàng kỳ hạn giảm mạnh trong phiên ngày 17 tháng 9 tại sàn giao dịch hàng hóa New York khi các nhà đầu tư bán chốt lời sau thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Hợp đồng vàng giao tháng 12 năm 2020 giảm 20,6 USD, tương đương với mức giảm là 1,05%, chốt phiên ở mức 1.949,9 USD trên 1 ounce. Sang phiên châu Á sáng ngày 18 tháng 9, giá vàng phục hồi và tăng trên 1.951 USD trên 1 ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn COMEX New York tăng 8,4 USD lên mức 1.950,3 USD trên 1 ounce. Thông báo của Fed được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa ngày 16 tháng 9, cho thấy lãi suất sẽ vẫn được duy trì ở mức gần 0% cho đến hết năm 2023 nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ. Điều này thúc đẩy giá vàng trong dài hạn. Tuy nhiên thì các nhà đầu tư vẫn đang bán ra kim loại quý này để chốt lời trước đánh giá lạc quan hơn của Fed về nền kinh tế. Theo các số liệu kinh tế được công bố ngày 17 tháng 9 trái ngược nhau, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 860.000 trong tuần kết thúc ngày 11 tháng 9, vượt dự báo và điều này gây sức ép lên giá vàng. Trong khi đó, Fed tại Philadelphia công bố chỉ số của lĩnh vực chế tạo giảm xuống 15 trong tháng 9 so với mức 17,2 trong tháng 8. Giá vàng trên thị trường thế giới vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2020 theo giờ Việt Nam đang đảo chiều tăng gần 13 USD, giao dịch quanh ngưỡng 1.962,60 USD trên 1 ounce. Tính tới thời điểm 22 giờ 30 phút cùng ngày, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 1.953,3 USD trên 1 ounce, tăng 12 USD so với lúc mở cửa phiên này. Như vậy thì giá vàng trên thị trường thế giới đang trên đà đi lên và giá vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng thị trường vàng thế giới. Vì vậy mà vàng SJC có thể tiếp tục đi lên trong ngày giao dịch hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 19 tháng 9 năm 2020, để quý vị và các bạn cùng nắm được. Nhìn chung thì giá vàng vào đầu giờ sáng ngày hôm nay duy trì đà tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 50 đến 180.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra 5.655.000. Tại SJC Hà Nội, chiều vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.570.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra 5.657.000. Tại Doji Hồ Chí Minh, chiều vào 56.160.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.540.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.616.000, bán ra 5.654.000. Tại Doji Hà Nội,
chiều mua vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra 5.655.000. Tại hệ thống PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 56.150.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.615.000, bán ra 5.655.000. Tại hệ thống Phú Quý SJC, chiều mua vào là 56.150.000 đồng trên một lượng, bán ra là 56.500.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.615.000, bán ra 5.650.000. Tại vàng Mi Hồng, chiều mua vào 56.150.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.400.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.615.000, bán ra 5.640.000. Tại Bảo Tín Minh Châu, chiều vào 56.160.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.616.000, bán ra 5.650.000. Tiếp theo giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Đầu tiên ngân hàng Eximbank, chiều mua vào là 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.400.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra 5.640.000. Ngân hàng ACB, chiều mua vào 55.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.300.000 đồng trên một lượng. Ngân hàng Sacombank, chiều mua vào là 55.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 56.650.000 đồng trên một lượng. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. PNG nhẫn 24K, chiều mua vào 54.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.850.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.435.000, bán ra 5.485.000. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào 54.280.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.980.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.428.000, bán ra 5.498.000. Nhẫn SJC 24K, chiều mua vào là 54.250.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.800.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.425.000, bán ra 5.480.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh, chiều mua vào 53.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.400.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.350.000, bán ra 5.440.000. PNG nữ trang 18K, mua vào 39.660.000 đồng trên một lượng, bán ra 41.060.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 3.966.000, bán ra 4.106.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số các tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng, chiều mua vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.570.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.610.000, bán ra 5.657.000. SJC Nha Trang, chiều mua vào 56.090.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.570.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau, chiều mua vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.570.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước, chiều vào 56.080.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.570.000 đồng trên một lượng. SJC Huế, chiều mua vào 56.070.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.580.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa, chiều vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng. SJC tại khu vực miền Tây, chiều mua vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi, chiều mua vào 56.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng. SJC Quy Nhơn, chiều vào 56.080.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.570.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên, chiều mua vào 56.120.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.600.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC vào đầu giờ sáng nay duy trì đà tăng, dao động trong khoảng từ 63 đến 150.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều mua vào 54.250.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.800.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng nhận bộ số 9 ở chiều mua vào là 5.425.000, chiều bán ra là 5.480.000. Vàng nữ trang bộ số 9, chiều mua vào 53.700.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.500.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng 4 số 9 ở chiều mua vào là 5.370.000, bán ra 5.450.000. Vàng nữ trang 24K, chiều mua vào 52.560.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.960.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng 24K ở chiều mua vào là 5.256.000, bán ra 5.396.000. Vàng nữ trang 18K, chiều mua vào 38.729.000 đồng trên một lượng,
bán ra 41.029.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng 18K ở chiều mua vào là 3.872.9 đồng, bán ra 4.102.9 đồng. Vàng nữ trang 14K chiều mua vào 29.627.000 đồng trên một lượng, bán ra 31.927.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 2.962.7 đồng, bán ra 3.192.7 đồng. Vàng nữ trang 10K chiều mua vào 20.579.000 đồng trên một lượng, bán ra 22.879.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng 10K ở chiều mua vào là 2.057.9 đồng, bán ra là 2.287.9 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Và cũng như để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.